Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Minh Toàn đang đứng ở đây là trên cái trục đường mà từ ngoài Hà Nội chúng ta đi về Hạ Long Bay. Hay là trục đường này, trục đường xuống Hạ Long Bay. Và Minh Toàn đang đứng thời điểm ở đây là ở phường Hùng Thắng và tại cái chung cư đang xây ở đây. Đấy. Thì đường này, cứ thẳng đường này xuống đây là quý bà con cô bác sẽ xuống được Hạ Long Bay. Từ đây xuống Hạ Long Bay là khoảng 4 km. Thì như quý bà con cô bác có thể nhìn thấy ở đây là phía bên này là biển rồi. Đấy. Phía này là biển và ở Quảng Ninh này thì là người ta làm ăn và có đầu óc rất là ấy, rất là tiến bộ. Người ta lấy đất ở rừng, đào đất ở rừng xong bán đất làm nhà ở rừng và lấp ở dưới biển để bán đất ở biển để có những cái khu sinh thái du lịch rất là đẹp. Như quý bà con cô bác có thể nhìn thấy ở cái cung đường mà từ đây xuống Hạ Long Bay thì nó là gồm 1, 2, 3, 4 làn đường, là hai bên là 8 làn đường quý bà con cô bác ạ. 8 làn đường ở đây thì như quý bà con cô bác có thể nhìn thấy ở đây cái làn đường ở phía trong này là làn đường dành cho người đi bộ và xe thô sơ. Đấy. Còn làn đường ngoài này dành cho xe mô tô và xe ô tô. Đấy. Trong làn đường này thì hai bên là trồng cỏ rất đẹp. Bây giờ Minh Toàn đang trên đường xuống Hạ Long Bay thì Minh Toàn xin kính mời quý bà con cô bác hãy cùng Minh Toàn chúng ta khám phá cái trục đường này về Hạ Long, đi xuống Hạ Long Bay nhé. Ở Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bây giờ thì rất là đẹp quý bà con cô bác ạ. Thu hút rất là nhiều khách du lịch về với Quảng Ninh bởi vì cái Hạ Long và đặc biệt là cái vịnh Hạ Long và Hạ Long Bay, khu Hạ Long Bay. Thì ở đây như quý bà con cô bác có thể nhìn thấy ở phía xa xa đầu kia những cái đám đất mà đã được lấp biển để mà người ta xây dựng. Đây, và đây là những cái khu mà người ta đang bán đất và đất ở đây cũng rất là đắt. Quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy ở đây là cái đường mà đi thẳng sang Hòn Gai. Đấy. Và cũng là xuống Hạ Long Bay luôn. Đây, quý bà con có thể nhìn thấy ở trong cái trục đường dành cho người đi bộ và xe thô sơ này rất là mát đúng không? Đấy. Nhiều cây xanh rất là mát mẻ quý bà con cô bác ạ. Trong kia là những cái căn đã biệt thự liền kề đã được bán. Minh Toàn xin đi trong cái đường này để cho quý bà con cô bác có thể cảm nhận được cái sự mát mẻ và sự thoáng đãng của cái đường dành cho người đi bộ và xe thô sơ này. Đây, hai bên này thì quý bà con cô bác có thể nhìn thấy rất là nhiều cây xanh. Và đây là chúng ta đang đi vào cái chỗ mà đường này Minh Toàn xin phép rẽ phải nhé, rẽ phải để chúng ta đi vào cái khu này. Minh Toàn thấy cái nhà hát múa rối nước đây rất là đẹp, thoáng đãng quý bà con ạ. Đây là cái nhà hát múa rối nước. Nhà hát múa rối nước Hoa Sen Hạ Long. Đây là nhà hát múa rối nước. Và trong này cũng có rất là nhiều nhà hàng rất là sang trọng và đẹp. Khu
khu này là chúng ta đang đi vào khu phường Hùng Thắng, khu Litter, khu Litter của phường Hùng Thắng. Như quý bà con của bác có thể nhìn thấy ở đây là có những cái người ta xây dựng thành những cái làng. Đây, đường đi vào các cái làng. Trong này gồm các cái nhà liền kề rất là đẹp. Rất là trắng lên xa hoa. Có khả năng là Minh Toàn xin phép dừng lại đây chụp chụp một tấm hình về cái cổng này, Minh Toàn thấy khá là đẹp. Minh Toàn xin chụp một cái tấm hình về cái cổng này. Được rồi, đã chụp được một tấm hình về cổng này. Giờ chúng ta đi dạo tiếp cùng Minh Toàn nhé. Đây, cái đường lúc nay Minh Toàn đi đường ngoài kia là đường xuống Hạ Long Bay đấy. Và đây là Minh Toàn rẽ vào ngôi làng ở đây. À, khu này là khu Litter Việt Nam của phường Hùng Thắng. Ở trước chúng ta gặp có một cái bồng, cái bưởi sai quả quá, cái bưởi rất là sai quả. Trong khu Litter này thì là người ở cũng chưa có nhiều đâu quý bà con cô bác ạ. Người ta vào khu này cũng là để mà dạo quanh xong rồi là tham quan thôi. Và chủ yếu là vào cái các cái nhà hàng ở đầu này. Ví dụ như là Hồng Long hay là mấy nhà hàng Lâm Hương, Lạc Việt. Đấy. Và đây là có cái nhà hát múa rối nước hoa sen của Hạ Long. Đấy. Nhà hát múa rối nước hoa sen Hạ Long. Thì Minh Toàn cũng chưa có dịp vào trong nhà hát múa rối nước này. Thì sẽ có dịp Minh Toàn vào đấy và sẽ gửi những cái hình ảnh ở nhà hát đấy đến quý bà con cô bác ạ. Ở đây là chúng ta đang đi ra cái đường mà xuống Hạ Long Bay, tiếp tục ra đường xuống Hạ Long Bay. Đây, buổi chiều các bạn trẻ với lại các bạn đạp xe để mà thể dục. Thank you.
các người tỉa các cây, chăm sóc cây, cây xanh. Đây là chúng ta sắp tới một cái khu gọi là khu làng chài của thành phố Hạ Long. Làng chài nhưng mà thực chất không biết là trong đấy có chài lưới bắt cá hay không. Và đây là cái rạp chiếu phim. Hai bên đường ở đây thì có nhiều căn biệt thự và cung đường này xây dựng rất là đẹp. Đây thì như quý bà con, cô bác có thể ở đây nhìn thấy cái biển ở đây. Nếu mà chúng ta đi đây, chúng ta rẽ bên tay trái là đi về Bãi Cháy rồi. Còn nếu chúng ta đi thẳng một chút là sang đến cầu Bãi Cháy, bán đảo Cái Dăm thì chúng ta đi lại quay ra rẽ phải. Đấy. Rồi, có em gái em Long này phi xe ác quá nhỉ. Ở đây thì như quý bà con cô bác có thể nhìn thấy một số cái căn biệt thự ở hai bên trục đường. Đấy. Hai bên trục đường những cái căn biệt thự. Và từ đây xuống Hạ Long Bay nữa thì là một cái đoạn gần đến Hạ Long Bay rồi quý bà con cô bác ạ. Video của Minh Toàn bây giờ khả năng là dung lượng máy nó cũng hơi nhiều. Minh Toàn xin dừng video ở đây ạ. Xin cảm ơn quý bà con cô bác và xin hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những video tiếp theo.